Vô quay lại cũng hồn. Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Last nha. Vừa qua thì thấy anh em cũng đang khá là quan tâm về mấy cái mẫu xe con Bridgestone này ghê, thì cái clip ngày hôm nay mình sẽ nêu ra một vài lỗi vặt để cho anh em biết. Anh em nào đam mê khi mà mua nó về để cũng biết cách chữa trị nha. Rồi, nói về cái con Bridgestone này đi, thì đời 2018 là phiên bản của Trung Quốc, xuất xứ từ Trung Quốc. Còn đời 2019 cho đến 2020 thì đó là phiên bản của Mã Lai. Khi mà mình mua con xe này về, thì cái việc đầu tiên của mình đó là phải thay gấp cái ben dầu sâu. Tại vì cái ben dầu sâu nó sẽ bị cái tình trạng đó là nó dễ bị gây cái hiện tượng bó phanh ở bánh sau. Cho nên khi mà mình mua về lúc thời điểm đầu thì mình thấy hầu như 99% là những cái con Bridgestone nào cứ hễ mua về là sẽ bị cái trường hợp đó ngay. Tại vì nó nằm ngay gần cái bô, khi mà bô nó nóng lên á thì nó sẽ gây ra một cái hiện tượng rồi giãn nở cái dầu ở trong cái ben dầu đó, rồi sẽ sinh ra hiện tượng gọi là bó phanh. Bó phanh là cái gì? Đó là cái dầu nó không hồi về, thì cái má phanh á là những cái lá bố của trong cái phanh á, thì nó sẽ kẹp cái dĩa của các bạn lại, thì nó sẽ bị hãm lại cái xe của bạn, nó sẽ rất là ì ạch, chạy nó rất là khó chịu. Thì tới hiện tại bây giờ là mình mua nó được tầm gần một năm rồi, nhưng mà mình vẫn bị gặp cái hiện tượng đó. Thì sau một vài lần đi ra tiệm hỏi thì mình mới biết được nguyên nhân nữa, nằm ở cái cục CBS. CBS là phanh kết hợp giữa tháng trước và tháng sau á. Khi các bạn bóp tháng thì 70% lực, mà nếu như các bạn có 100% lực bóp vào cái tháng trước thì 70% lực nó sẽ phân bố vô tháng trước và 30% nó sẽ dành cho tháng sau. Đó là nguyên tắc của thằng CBS gọi là phanh kết hợp. Thì nó gây ra cái trường hợp đó là áp suất không đều, khi mà tôi đạp thắng thì nó sẽ gây hiện tượng bị bó phanh nữa. Thì sắp tới thì có lẽ trường hợp để khắc phục đó là được tháo mẹ nó cái cục CBS nó ra, nối thẳng cái ống dầu vô phanh sau, mà phanh sau vô cái bánh sau, rồi bánh trước vô cái thắng trước luôn. Vậy thì nó sẽ hạn chế được cho mình cái hiện tượng bị bó phanh. Còn một cái nữa đó chính là cái bộ nhông sinh dĩa, khi các bạn thay bạn mua về á thì mình nghĩ các bạn cũng nên thay nó đi chạy để cho nó êm ái hơn. Thì cái dĩa hiện tại, nhông sinh dĩa hiện tại mình đang thay là cái nhông 14 dĩa 45, sên thì dây sên của DID sên Nhật. Bên cạnh đó, khi các bạn thay không có nghĩa là các bạn sẽ chạy cảm thấy nó ngon đâu, mà các bạn phải biết bảo dưỡng nó nữa. Thì một chai vệ sinh sên thì nó đang cũng tầm mức cỡ 200.000, với lại một chai dưỡng sên nhỏ thì nó cũng tầm mức 150 đến 100.000, thì nó không giá trị bao nhiêu mà các bạn xài được được cả tháng luôn. Thì cái sên các bạn bảo dưỡng thì nó sẽ chạy tốt hơn. Rồi tiếp theo là mình muốn nói với các bạn đó chính là phần tay lái, khi mà đặc biệt vào những cái con cà phê racer nha, thì mình cũng khuyến cáo các bạn nên đi thêm những cái chống đổi cho con xe của các bạn, nên đi những cái chống đổi cho con xe của các bạn. Thì khi mà các bạn bị ngã thì sẽ không bị cái trường hợp như mình. Thì khi mà mình bị ngã ở bên trái bên này, là lúc là nó ngã một cái mà rất là nhẹ nhàng, là mình bị trợt chân là mình ngã xuống nhẹ nhàng, đáp rất là nhẹ nhàng luôn. Thì cái ghi đông này nó bị gãy, cái nấc của nó bị gãy và nó đập vô trong cái bình xăng của mình. Hiện tại bình xăng của mình đang bị móp ngay chỗ này nè, đó. Thì bây giờ cái bình xăng của mình toàn là thẹo không à. Mà nói chung là mình cũng cố gắng mình la liếm được phần nào hay phần đó. Thì hiện tại mình chưa có thời gian để mình đi mình fix lại cái bình xăng của mình nhìn cho nó đẹp đẽ. Thì các bạn nên chú ý nha, nếu có điều kiện thì các bạn nên gắn thêm cái chống đổ, mà thật sự mình thì không thích gắn, cho nên bây giờ mình phải chịu cái cảnh như vậy nè đó. Còn nếu mà gắn vô thì mình cảm thấy về cái thị giác của mình, khi mà nhìn vô cái xe nó cũng không có được đẹp, cũng không. Thì mình thấy hầu như là có một vài bạn khi mà mua xe về là chạy xe đề rất là khó khăn, khó nổ. Thì các bạn nhớ đi kiểm tra bơm xăng với lại kim xăng nha, nhớ vệ sinh hai cái phần đó, thì để cho nó
không bị bụi bẩn hoặc là những cái vết cặn của xăng mà nó bám vô trong đó, những cái trường hợp gọi là điều tiết xăng nó không tốt. Đó là những cái lỗi mà lặt vặt thì các bạn sẽ rất là dễ gặp ở trên con xe này. Thì với con xe mình cũng đã hầu như gọi là khắc phục cũng được 70-80% rồi. À, quên nói nữa, đó là cái yên. Cái yên này rất là, ngồi nó rất là dốc. Các bạn đi một mình thì ok, không sao. Nhưng mà khi mà các bạn mà đi với hai người hoặc là đi tour xa, tour sát, con mẹ nó định với các bạn luôn. Thằng em có các bạn là coi như là lúc đó nó chạy đâu mất tiêu, mất cảm giác luôn, không có cảm giác gì luôn mỗi khi mà các bạn thắng gấp. Tại vì cái yên nó rất là dốc, thì người phía sau họ sẽ đổ dồn lên người phía trước, và các bạn phải chịu lực dựa trên tay lái. À, với cái thứ hai nữa là các bạn phải ngồi sát cái bình xăng luôn, thì nó sẽ rất là tê cái háng của mấy bạn. Cho nên mấy bạn cũng nên làm lại cái yên của mình, bọc lại cái yên mình cho nó đẹp đẹp một xíu. Với những anh em nào mà ở nhà nuôi động vật như là mèo hay là chó, nhớ là cẩn thận nha, bảo vệ cái phần yên sau. Tại vì tụi nó lên hay nó cào là cái yên mình nham nhở lắm. Mình sắp tới cũng sẽ đi bọc lại thôi. Rồi, đối với con xe của mình thì fix lỗi đã fix rồi. Vậy thì tư vấn một số một cái vài món đồ mà mình đã độ lên con xe của mình. Mình thì không có độ kiển nhiều, thì mình độ một vài thứ nhỏ nhỏ như linh tinh thôi. Như mình độ bộ nồi racing nè, mình độ đó là ở bên Tấn Đạt Mô Tô, trợ lực tay côn tay lái nè. Thì lúc ban đầu mình chỉ mới biết chạy tay côn thôi, là mình đã mua con này về, thì cái côn nó rất là nặng đối với mình, người mới biết chơi xe. Mình lên một cái miếng trợ lực côn thì cảm giác bóp côn nó sẽ gọi là nhẹ nhàng cho anh em di chuyển trong thành phố, lúc mà kẹt xe này nọ nó đỡ về mỏi tay hơn. Rồi, vậy thì khi mà các bạn mua xe về á, thì các bạn nên độ những gì? Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những thứ mà món đồ của mình độ lên con Vixen để chạy cho nó đỡ chán hơn và cảm giác nó chạy nó thoải mái hơn một tí. Mình độ nó đầu tiên á, đó là buri, thì mình độ là buri iridium, thì cho cái đánh lửa nó tốt hơn, nó đều hơn, lại đốt xăng nó triệt để hơn, xe nó chạy nó sẽ bốc hơn. Kèm theo đó là mình đi cái ECU, được cái ECU con này là version 1.5, cái trường dữ liệu nó nhiều hơn. Cái rồi mình đi ít map, mở cảm biến ra nè, thì chỉ cần thấp ga thôi là xe nó sẽ giọt hơn nhiều, vận hành nó êm hơn, rồi đốt xăng, rồi lượng xăng nó phun vô. Thì sắp tới mình sẽ đi thêm cả kim xăng nữa. Kim xăng hiện tại con này chỉ mới có 2 lỗ, thì mình sắp tới có thể đi kim xăng 4 lỗ để cho nó bốc hơn xíu nữa. Rồi, và cái cuối cùng đó chính là cái lon bô. Bạn nào có thể thích thì các bạn có thể đi nguyên full cổ luôn, nhưng mà riêng mình chỉ thích đi nguyên cái lon thôi. Mình lon gắn lon slip on vô là được nguyên cái dáng cà phê luôn, cái bô cũng rất là ấm. Bô này được cái là nó có màn tổ ong ở trong luôn, thì lúc mà chạy á, mình chạy ở tốc thấp hoặc là tua thấp á, thì cái tiếng của nó rất là ấm, mà nhìn nghe nó rất là lực. Nhưng mà khi mà lên tua cao á, nó gào rất là đã, cái cảm giác chạy rất là sướng. Và cái lon bô mình đang đi là lon bô Cardino, là lon bô Cardino mình mua ở bên 2B B2A Bửu Long của bên Bristol cà phê á. Và đó là những chia sẻ của mình. Thì mình sẽ cố gắng để mình tìm hiểu thêm một vài thứ, cũng như là chia sẻ cho anh em nha. Hẹn gặp anh em ở clip sau nha. Cảm ơn anh em đã bỏ chút thời gian để coi cái clip của mình và ủng hộ mình. Mỗi like với lại mỗi comment của anh em đó là động lực của mình để mình làm nhiều thêm clip nữa. Rồi, cảm ơn anh em nha. Hẹn gặp anh em ở trong những clip sau.